Sáng ngày 26 tháng 6, đoạn clip ghi lại hình ảnh một con rắn hổ mang chúa dài ơi là dài và da đen bóng bò ngoe ngoải trong cabin phòng bảo vệ được đăng tải trên Facebook, khiến cộng đồng mạng giật mình kinh hãi. Theo chia sẻ thì đoạn clip này được ghi lại tại một đơn vị ở Hoành Mô, Quảng Ninh. Trong đoạn clip, con rắn hổ mang trường bò khắp cabin phòng bảo vệ, trên bàn, tường và cửa sổ. Con rắn có bộ da đen bóng dài khoảng hơn 1 mét, mang phình rộng và liên tục thè lưỡi. Con rắn bò trong phòng, bên ngoài cửa kính là rất nhiều người đàn ông đang đứng theo dõi. Dù đã đóng chặt cửa kính, nhưng mà ai cũng đều sợ con rắn có thể lao đến và tấn công mình. Cái khóa đâu rồi, đưa đây, không thì nó phi ra bây giờ, một người đàn ông lo lắng nói. Qua cuộc nói chuyện của những người này thì được biết, một người đàn ông vào phòng bảo vệ thì bất ngờ phát hiện con rắn hổ mang. Người này kinh hãi chạy ra ngoài, may mắn thoát chết. Ôi trời ơi, đúng là đời tao hôm nay có thần hộ mệnh cứu tao. Nó phi một phát vào, tim tao rớt ra ngoài. Anh ơi, anh ra đây mà xem này, đợi em hôm nay tí nữa là chết. Người đàn ông thoát nạn vừa run sợ vừa kể lại sự việc với mọi người. Đoạn clip trên đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ trước hình ảnh con rắn hết sức nguy hiểm này. Và ngoài ra thì cũng chúc mừng cho người đàn ông đã thoát chết thần kỳ. Được biết là con rắn trong clip đã được một nhóm người đàn ông khác lùa về rừng. Và hiện đoạn clip vẫn được sự quan tâm nhiều của mạng xã hội.